Rồi, xin chào anh chị bạn trở lại với channel Hồng Xe Hơi. Hôm nay thì em lâu lắm rồi, phải nói là lâu rất lâu rồi thì mình quay lại Honda, quay video cập nhật giá xe mới cho anh chị. Đầu tiên thì mình cũng đi luôn, đây là bản CRV, bản L phong cũ, 1 tỷ 123 triệu, đây là bản full nhá. Thì các bác cũng biết là xe mới nó ra rồi, giá niêm yết nó cũng tầm như này. Đấy ạ, thì với các bác phong cũ như này thì bên em đang giảm trực tiếp là 140 triệu tiền mặt và tặng thêm vào khoảng 60-70 triệu phụ kiện cho xe. Cái này thì không quy đổi được nhá. Thật ra thì phụ kiện Honda tặng thì các bác tìm hiểu rồi hoặc mua xe rồi thì đều biết. Đấy, mà em báo qua thẳng cái giá trực tiếp giảm tiền mặt thôi, 140 triệu. Đấy, tức là về khoảng hơn tỷ một xíu đúng không ạ. Xe này thì là lắp ráp tại Việt Nam, mình được ưu đãi giảm thuế thì các bác cộng vào khoảng tầm 50 hơn 60 triệu một chút thì chúng ta ra biển được. Đấy, bản full của CRV L thì mình có sạc không dây này, Honda Sensing này, đấy, Adaptive Cruise Control các thứ là đầy đủ. Cốp điện đấy ạ, thì 1 tỷ 123 triệu, giảm 140 triệu nhé. Ngoài ra thì đa phần cái phong cũ này thì là sẽ còn bản L thôi. Còn với CRV form mới ở kia xa xa ấy, thì em sẽ quay thì hiện nay chiếc khấu nó rơi vào khoảng tầm 20 triệu tiền mặt và tặng thêm một chút phụ kiện theo xe. Đấy, mình có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em nhé, để được báo giá cũng như là được hỗ trợ. Nếu mà mình có nhu cầu vay mua trả góp thì em cũng quay nhanh qua cái cập nhật về cái giá bán thôi. Bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, đặc biệt các bác Hải Dương nhé, có thể alo trực tiếp qua bên em để xem xe nhé. Với Honda CRV L thì chúng ta sẽ được trang bị toàn bộ là đèn full LED nhé, cả đèn chiếu hay đèn bi gầm đều là đèn full LED. Đấy, nó sẽ ở cái form mới này thì đều trang bị được như vậy, kể cả bản G. Chúng ta có đầy đủ như là cảnh báo lệch làn đường này, cảm biến này, đóng mở cốp điện, dắt bật cân bằng điện tử, phanh tay điện tử hay auto hold thì đều được trang bị rồi. Adaptive Cruise Control. Màn hình thì cũng được trang bị đầy đủ rồi. Từ phiên bản nhập khẩu 2017-2018 thì cái màn hình của Honda cũng rất là nét, sắc nét rồi. Đấy, ghế thì là ghế chỉnh điện. Cốp thì là cốp mở điện nhé. Đây là tiêu thụ nhiên liệu của Honda CRV. Mình có thể thấy là 7 lít trên 100 km đường kết hợp và 9,1 lít trong đường đô thị. Trên cao tốc thì là khoảng 6 lít, thì cái này các bác cứ nhân hệ số vào khoảng 1,1-1,2 giúp em thì nó sẽ thực tế hơn trong cái điều kiện là sử dụng trong đường phố hay xanh đèn đỏ. Đó, các bác có nhu cầu alo trực tiếp qua bên em nhé. Xin chào.